Hôm nay con bán cây giả hạt trắng mũi hồng, cây này là cây đã tàn hoa rồi và nó có hai hướng. Con sẽ bán như hình sau đây. Đây là hoa của nó. Thì con có hai hướng như hình, một hướng có hai thân. Đó, một cái thân già, thân đang hoa. Đó, con vừa mới tàn hoa là bán 1 triệu 7, còn một hướng còn lại là một thân. Thân già đó, nó cũng mới tàn hoa, con cắt con kỳ một khúc. Là con bán 1 triệu. Đó thì cái chậu bên cạnh đó là cái chậu mà đã ra hoa, là chính là chậu này luôn đó.